sơn trở mặt rất là nhanh như vậy, không biết. À, bởi vì thế này, sang bên Hoa Kỳ á, thì cái bạn cực đoan nó nhiều, nó ít thôi. Cái bạn cực đoan là cái bạn nó số người nó ít, nhưng mà nó rất cực đoan và nó sẵn sàng nó làm cái trò bẩn. Nếu mà anh nào không theo nó, dạ chưa? Ví dụ như là ông Nguyễn Hùng sang Việt Nam nhé, tiếp xúc về nhà là nó cấm không cho bà Lệ Hằng đi hát. Nếu mà cái gọi là cái show nào mà mời bà Lệ Hằng hát là nó tẩy chay, nó đá đảo, nó biểu tình rồi thế này khác, rồi nó ném cả chất bẩn vào nhà, nó làm cái kiểu cái du côn cái bọn này thì, rồi nó tẩy chay. Ví dụ anh bán hàng nó không mua đấy, giờ ra ngoài nó xỉ số, nó chỉ nó chửi, thực ra là nó cũng chả làm gì được người ta. Thế chú là ông Hà Văn Sơn ông đang bị như vậy hả? Ông Hà Văn Sơn ông bị giống như ông không phải bị như thế, nhưng mà ông này ông khôn hơn những người kia, là ông biết như thế cho nên ông nói khác đi đấy, như chưa? Tức là nếu như mà ông mới tốt ở Việt Nam mà chê trong anh ở Việt Nam nó không có đâu, không có bán biển nào, thì lập tức là ông Hà Văn Sơn đã bị cô lập ngay. Cho nên cho nên ông Hà Văn Sơn nói có một vài cái clip là khen là Sài Gòn là đẹp hơn ngày xưa này, rồi là anh nào mà nói là gọi là mặt nước thành phố đô là cái khoản tâm thần này không có đâu, bán không có chuyện đấy, thì lập tức là bị phản ứng rất nhiều. Dạ chú, nếu như ông Hà Văn Sơn á, không có ở trong cái tổ chức nào thì đâu có cần phải trở mặt, đâu có cần phải trở mặt nhanh như vậy. Không cháu ạ, sống trong cộng đồng người Việt Nam mình ở đâu thế thôi, nó có tính cộng đồng dân nước. Mình mà sống không có bạn bè, không qua tương tác, mà cứ mở ra Facebook hàng ngày có những cái người chửi mình cũng thấy cũng bực mình. Đâu phải nói gì. Hay là ra ở sống đi đâu, ví dụ như là đi ra chợ mua mà gặp người Việt Nam á, bà ông Hà Văn Sơn là cái thằng này cộng sản thì nó chửi mình. Nếu như mà cháu ở trong cái tình trạng để chúng ta để cho nên cái ông Phạm Văn Thành á, cháu biết ông Phạm Văn Thành không? Phạm Văn Thành là cái thằng này nó sinh năm 60. Năm 60 thì nó là cái dân miền Bắc di cư vào, nó là đạo Công giáo. Mà cái đạo Công giáo mà di cư vào miền Việt Nam mà là toàn đạo phản động hết. Nó đi theo đi Nam cư để cho nó còn nói là Chúa vào Nam nên nó đi theo. Nhưng mà toàn cái vùng mà vùng đồng bằng, cái vùng chỗ nào Pháp cái kiếm là nó đi theo vào đấy. Đấy. Thế còn đi trong chú là đạo Công giáo thì người ta lại không có phản động. Tôi nói như thế không phải là cứ tất cả đạo Công giáo là phản động đâu, tôi nói như thế cũng để các bạn thông cảm. Là nhưng mà cái di cư đó là cho nên cái thằng này nó di cư vào cái vùng Biên Hòa đấy. Đã biết vùng Biên Hòa là cái vùng di cư là ác liệt đúng không? Nói đến cái chỗ mà dân Bắc di cư vào Biên Hòa là gây gớm rồi này. Đã cái thành phần chống cộng. Thì năm 75 là giải phóng, thì năm 77 là ông này tham gia vào cái tổ chức để mà ta gọi là lật đổ cộng sản, tham gia rất mạnh. Đấy, ngày xưa chú trong đấy đã bắt rất là nhiều. Bắt được cái tổ chức gọi là cái gì nhỉ, lâu lâu rồi không nhắc là cái gì gọi là cái gì mặt trận này, cái gì cứu quốc, cái gì thì đại khái là thế. Lâu rồi chú không cái ngày chú đi xem xử cái vụ trong Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho xử tòa án Tiền Giang xử cái Trần Văn Chiến cầm đầu trong đấy, rồi sau này bị tử hình đấy, tử hình cho chú xem 80 thằng bắt 80 thằng Mỹ Tho ở Mỹ, nó dùng súng và đi xe máy Honda tấn công vào các chủ những cái cơ quan nhà nước. Cho nên là bọn chú lúc đó là ở miền Bắc chi viện vào miền Nam, cho nên là phổ biến là các đồng chí không được ra ngoài cái đêm thế này cả. Tôi biết rồi, công an tôi biết, tôi báo hết đấy. Thế giờ tổ chức phun rô nó cũng cho nên là cái thằng Hà Văn Thành sau bị bắt tù xong mà nó trốn thoát, xong nó sang định cư sang bên Hoa Kỳ ở bên Pháp. Đấy, bên Pháp. Thì cái án của nó là án đâu là 10 năm hay là 15 năm á. 15 năm á. Đấy. Thì nó có nói là nó bảo là cái vợ nó là sang Pháp rồi. Vợ nó là sang Pháp rồi, thì nó mới nói là cái con vợ nó là thế này, bảo là nuôi con các thứ rồi thì các thứ vẫn tiếp tế chồng đấy. Khi mà chồng trốn được sang bên ngoài rồi thì vợ có nói là nói với chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cũng là một nhân vật chống cộng ở bên Hoa Kỳ, mà cái bà này là theo đạo Hòa Hảo, hiện nay đang ở bên Pháp, Paris. Nói với mấy cái bà Hạnh là nói từ bi với chị, em thương nhà em đến mức là em phải uống thuốc gọi là thuốc gì, gọi là gì đấy, tức là để nó giảm cái nhu cầu sinh lý,
Đấy, bởi vì ông Thành thì ông đi tù khoảng 10 năm hay 15 năm, lâu lắm mà có thể. Cho nên bà ở nhà là bà cố gắng chờ đợi thương Thành đến mức độ. Nhưng mà khi ông Thành ra tù xong được vài năm cái là nghe củng cố vị trí là ly dị vợ luôn. Đấy, cái con người nó phản bội ngay với vợ con mình, chứ đừng nói là phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc. Cái gì? Dạ, chỉ cái Chúa là mày, nó không phản bội. Dạ, nói ông Hà Văn Sơn thì nó cũng dạ. là thế. Ông Hà Văn dạ. Sơn thì là đi theo cái thành phần di cư 54 cũng không phải là thế. Dạ. Lật mặt dạ. như là chơi. Chúng ta không lạ gì. Ngay cả anh em Thiệu Kỳ ngày xưa đấy. Ông Nguyễn Văn Thiệu khoảng năm 34 cũng rất là lo ông Thiệu, ông Kỳ là đạo chính đúng không? Rất là lo đúng không? Cho nên là chúng nó sống với nhau nó không phải, nó cứ mặt trái mặt phải. Đừng có ngạc nhiên về cái chuyện là ông ở đây nói tốt rồi đến chỗ kia lại nói khác, chúng ta không có lạ gì. Nhưng mà ông nói cái gì cho nó đúng thì mình chấp nhận. Yeah. À, yeah. Chúng ta không cần ông khen. À, yeah. Ông về ông nào ông nói phép, ông Hoàng Duy Hùng ông khen Việt Nam thì ông khen đúng rồi. Nhưng mà yeah. có một câu này các chú cũng không được. Ông bảo ở Hà Nội, tôi thấy là có cái đường phố chỗ nào là hơn cả Hoa Kỳ. Ông cứ nói câu đó là không đúng. Việt Nam nó sắp hơn Hoa Kỳ. Tức là cái mức độ nó sạch. Ông nói là cái chỗ này có thể hơn chỗ kia của Hoa Kỳ thôi. Đúng không? Thì được. Tức là cái có thể hơn cái chỗ mà địa bàn ông sống, cái chỗ ông đang ở đây này. Ở cái chỗ mà vùng cái hồi mà ông sang, ông ngồi ông mà thấy cái đường phố sạch sẽ rồi là nó không khí nó thoát mát. Ông hơn cái chỗ ông đang sống, cái nhà ông ở bên Hoa Kỳ thì tôi chấp nhận ông phải bươi hơn bên Hoa Kỳ là không đúng. Nhưng mình cũng không thích ông nói cái kiểu tô hồng như thế, không nên định như thế, mình không thích. Cái bản chất của người Việt Nam mình là khen thì khen cho chân tình yeah. chân tình, khen thì đúng cho chân tình, nhưng mà chê cũng chê cho nó chân tình, chứ không phải là ông chan canh tát nhẹ mặt nhau cũng chửi bới với cái bọn người Tân đã nói cho mình. À, cho nên chúng ta không lạ gì Hà Văn Sơn nên bất cứ một người gì mà về Việt Nam thì khen, sang bên kia lại chửi, thì chúng ta không lạ gì. À, nhưng mà họ khen thì là mình nghe mình chấp nhận được thì mình chấp, không chấp nhận khen quá, khen nịnh mình không thích. Có cái gì mình nói đúng sự thật thôi, mà chê cái gì đúng thì mình cũng tiếp thu, chứ còn ông nói xuyên tạc là không được với chúng tôi, đấy như thế thôi. Đấy là dạ. như thế, theo chú là thế. Thế còn dạ, ông bảo là có anh... cộng sản là có chủ nghĩa xã hội là cái gì đấy? Tàn phá, dạ, tôi xin lỗi ông. Dạ. Dạ. Không, để cháu ra cái đọc nguyên văn. Tàn phá, tôi dạ. xin lỗi. Cháu cho đọc nguyên văn cái đoạn tút mà ổng so sánh giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. À, để cháu sẽ nói, còn à, cháu nói ông Hà Văn Sơn nếu ở trong cái tình huống mà phải như là bà quay cái về mà thể hiện cái sự phản bội tổ quốc quê hương của mình để làm vừa lòng những cái người bạn của mình thì tôi nghĩ là không nên, tại vì nếu như vậy thì mình tốt nhất mình im luôn. Nếu như mình ở trong cái tình huống đó thì tôi không có ý kiến gì hết, ông Hà Văn Sơn nên tôi không có ý kiến gì hết, tốt nhất im. Còn nếu như ông đã lên tiếng mà ông nói những cái điều rất là bất lợi cho con người Việt Nam và xã hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam thì tôi xem nhiều, tôi hình như suốt mấy tháng này rồi xem ông viết tút thích mấy tháng này rồi tôi xem hết rồi, thì cái mức độ là bức xúc thì tôi sẽ phản biện đó. Ông cũng nên xem lại cái vấn đề kìa, cách mà xử lý tình huống khi mà ông bắt buộc thì nếu như bắt buộc phải nói về bên đó, ông phải nói cho vừa lòng bạn người những người bạn của mình để mới xem lại cái cách xử lý tình huống của mình. Ông nên tốt nhất là ông nên im lặng thì tốt hơn. Nếu tôi ở trong tình huống đó tôi sẽ im lặng. Tôi nói cái hả? Câu nó cho dạ. nó nhanh này, nói là cầm dạ. cái mồm đi, nghe chưa? Cầm dạ. cái mồm đi, mẹ cứ đòi dạ. như nhưng cầm cái mồm đi, có thế thôi. Dạ. Cái thế còn cái loại đó là này. Nó không bằng lĩnh, nó không dám đối đầu với sự dạ. thật. Đấy, cái dạ. sự thật đấy rồi, nhưng mà sang bên kia, vì cái bọn bên kia nó không muốn gì Việt Nam phát triển. Cứ nói Việt Nam là phát triển dạ. là tốt là nó ghét. Nó không, nó dạ. cứ phải nói thế này này. Ôi trời, Việt Nam nghèo lắm, dân Việt Nam khổ lắm. Rồi là đường xá khổ, rồi dịch vụ rất tồi tàn thì nó là khét. Nó cho nó, dạ. cho nên cái hoang tưởng của cái bọn chống cộng đoàn á. Tôi xin lỗi, nó cứ ăn này cái gì bạn, nó không có cái bọn này thế mà này yeah. và nó cũng muốn thế này, nó chửi người ta là độc đảng rồi là không có tự do tôn giáo yeah. nhưng mà nếu như chúng ta mà phản biện là nó không cho phản biện, nó cắt luôn yeah. nó cắt luôn yeah. nó không
nó cứ muốn là nếu mà nói chuyện với nó là cứ phải khen cộng và Việt Nam Hòa tốt, phải chê cộng sản ra, chứ còn ai mà chê Việt Nam Hòa, tức là đây là đang ta nói là đang lập luận với nhau thì nó cho thoát luôn, được được nó không cho. Dạ. Yeah. Thằng thằng Thái bên này chưa thế. Dạ. À, nó nói với bậy bạ nhưng mà mình vào mình phán biện mình bảo là ông nói sai rồi, thế là nó bế ra ngoài, thế là nó cho ra ngoài luôn. Đấy, dạ. Nó không nghe đấy đó. Nó không cháu dám đối đầu với sự thật. Ông Hà Văn Sơn cũng như thế, không dám đối đầu với sự thật. Cái con người đó thì bảo ông văn lĩnh, văn lĩnh cái gì? Dạ, ông đứng ông to mồm được, ông to mồm được là bởi vì thế này, này. Ông có cái lương của bọn biệt kích trong trả. Đấy, ông to mồm được thế. Cho nên ông còn có dám về Việt Nam. Ông bởi vì, nhưng mà như ví dụ một số người mà không có lương phải đi làm, làm ta gọi là làm trong các công ty đấy, tháng được 2.000 đô đấy, thì đủ ăn thôi. Hay là đi làm cái này khác, mà về Việt Nam mà nói như thế là sang, nó có khi là nó còn ghê cho trò, nó còn ép cho không cho đi làm được, nó là đói, nghe chưa? Yeah. Nhưng mà ông Hàn Thương ông tôm mà ông về, dám về Việt Nam rồi là thế. Thứ hai nữa này này, là khi sang, ông chỉ có cái là ông đối đầu là với cái bọn đầu gấu, người ta gọi là nghĩa là côn đồ, cái bọn mà chống cộng đoan á. Bên đấy thì cái bọn chống cộng đoan thì ít thôi, nhưng mà chúng nó sẵn sàng nó dùng mọi những cái thủ đoạn rất là đê hèn bẩn thỉu để mà nó không cho cái tiếng nói chân thật nói. Ví dụ như là cái ông trước đây là ông Nguyễn Ngọc Lập, ông là thiếu úy Hoàng, bên đó chống cộng ghê lắm. Hay là ông bà Phùng Thị Châu ở bên Hoa Kỳ được chống cộng, nhưng mà người ta về Việt Nam ta thấy như thế rồi, người ta mới nói đúng sự thật, làm gì có bán đất bán biển. Rồi bên đấy là thu tiền để mà xây dựng cái nghĩa trang Biên Hòa, bảo là cái ông Nguyễn Đặc Thành bảo là cái nghĩa trang Biên Hòa là bị cộng sản là nó tàn phá, nó ác cả với người chết, nói thế nó bịa, nó nói thế. Rồi nó về Việt Nam bao nhiêu tiền đóng góp nó đếm tiêu hết, nhưng bảo là cộng sản không cho xây thế nọ kia. Nhưng mà người ta về ta thấy rõ ràng đây, không ai cấm dân người ta đang vào ta xây, người thân đây ông có con về đâu, thì lại bị chống đối chống phá người ta. Ví dụ cái bà gọi là bà gì mà cũng đi trong cái đoàn ra Trường Sa mà có chồng chết ở cái chỗ Hoàng Sa đấy, bà gì đấy, đấy người ta cũng thấy thế, nhưng mà sau là bị chống đối đấy. Sau các bà đã im không dám nói nữa, nói thật. Yeah. Có nhiều người đấy, dạ. Vì người ta biết thân cô thế cô, người ta yếu thế, người ta không có cái trò bẩn, là người ta cũng là Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà người ta hiền lành, người ta tốt, người ta hiền lành, người ta sống chân thật, người ta tin cho các vị. Tức là các vị cứ mua tiền, bây giờ các vị là lừa đảo, người ta bị bóc trần, nhà nước Việt Nam mời người ta về, ta nhìn thấy rồi, người ta bóc trần ra thì công bắt đầu chống đối, là người ta coi người ta không dám nói. Đấy, cho nên cái quân Nguyễn Ngọc như Quỳnh đấy, ở Việt Nam thì chống tưởng sang bây giờ là lãnh đạo được là anh hùng lắm. Ở trong nước thì đang chống phá, giờ đang đi ở trong tù Ngân Phong là gọi là Trâm Anh hay là Kim Anh, cái gì gọi là cái nữ có gì liệt, cái gì không nữ thì đại khái thế, để trưng với con cháu bà Trưng bà Triệu rồi nó tung hô sang bên Hoa Kỳ nói khác lên cái lập tức là nó cho như là con chó con luôn, nó không thèm. Bây giờ còn vai trò anh, ngay cả Quỳnh Hưu vào bây giờ cũng là tiến sĩ to lắm, sang bên Hoa Kỳ bây giờ bên trai đặt đầu nghe tung hô đón tiếp đi đâu cũng đông rồi, người phỏng vấn này cả. Nhưng mà bây giờ Quỳnh Hưu là cái gì, là con chó ghẻ cái xóa có lý chứ là cái gì đâu. Điếu chú cái định cho chú cái định ủng hộ ông về nước không, ông Cù Huy Hòa Vũ ông về nước hay không thì cái này nó còn tùy thuộc cái thái độ của ông đấy. Ông bảo là ông quản hộ chiếu, tôi xin lỗi ông ngu, ông làm luật mà ông dốt lắm. Ông cái hộ chiếu là cái khi mà ông đi là chắc là ông giấu người ta không làm khám cái chỗ đấy thôi. Cái hộ chiếu nó ông đã đi tù rồi, ông không quản cái tư cách của một người công dân, không còn đi đâu nữa đâu. Tôi nói thế này, một người mà chỉ cần phạm pháp mà tù 3 tháng thôi, tù treo thôi nhá. Tù án treo 3 tháng này, thì người ta không cần phải gì cả, không có anh mà đi làm hộ chiếu ra ngoài là không được ra đâu. Đến cửa khẩu ta biết rồi, ông không được đi lên máy bay đâu. Tôi nói là một người chỉ cần đánh bạc cái đánh gì đấy mà người ta xử án treo 3 tháng thôi. Đấy. Đấy là gọi là cái gọi là tội hình sự phải đi tù mà. Mặc dù tù án treo thì lúc ông có đi ra nước ngoài đi du lịch thôi cũng không được đi.
Tôi nói cho ông vui một cái, uống rượu này ông là đi tù là 90 năm cơ. Ông tù 90 năm cơ, nhưng mà cái lúc đây là do cái bạn cũng là cái bạn nhân quyền, mà cái đây là cái bàn tay của Hoa Kỳ nó chọc vào mà, nó chọc máy mà. Để cho ông thám về nhà, thì cho ông ra, cho cái vợ ta. Ông sang với đấy, tưởng ông làm anh Cụ, ông làm... Ông Cù Huy Hòa Vũ, ông sẽ rất là khó khăn khi mà xin về nước không? Rất là khó khăn, hoặc là người ta không... Không ta nào cho ông về, không cho ông về, nói không ai cho ông về. Ông đừng có tưởng ông cứ ra mua mấy máy bay ông vào mà cái quốc gia định cho quốc gia không có đơn giản. Nói, về đất nước là có chủ quyền cho ai vào cho, ngay cả cái ta gọi là cái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ mà sang Việt Nam, đi đâu là phải có người ta duyệt trước. Không phải là từ đây đâu, hay bên Nga, Trung Quốc mà sang đoàn ngoại giao hay là thăm viếng là mời, là mình phải làm việc, mời ai thành phần thế nào là mình, bộ ngoại giao người ta đã làm rồi, người ta có bộ phận đã làm rồi. Chứ không phải là ông về ông ra, chứ còn dân thường như là đi du lịch chứ, thế là người ta phải đăng ký qua cái ủy ban người Việt ở nước ngoài, người ta có cái văn phòng đại diện, người ta đăng ký là người ta đi du lịch hay gì đấy, người ta có cái cơ quan người ta làm việc, người ta xử lý. Có trường hợp nào ta trời là không được, cái trường hợp nào là được người ta mới cho đi. Này. Còn có những cái trường hợp đến cửa khẩu còn xin mời anh về. Cái bàn cái con Thu Hà ở Đức ấy, cũng còn hộ chiếu đấy, đi tù đấy, xong đó là cái vụ Nguyễn Văn Đài đấy. Đấu tranh của Nguyễn Đài mà sang đến Đức thì là Nguyễn Đài đá một phát nên lợi dụng đấy, như thế nó lợi dụng xác thịt cho tiền bạc, thế xong là con này khổ quá, tưởng xem mới làm anh hùng chống cộng, thế cuối cùng là đi muốn về Việt Nam, mua vé Việt Nam đến cửa khẩu xin mời quay lại, ai cho em về? Bởi vì vân tay là một, vân tay là một, nhận diện là hai. Khi vào là cái nhận diện khuôn mặt đó, là trên máy nó thì nhận diện là bảo vân tay vào báo ngay, không có tính. Nói bây giờ cháu nghĩ là người ta... cháu nghĩ là ông hình như là ông Ngô Kỷ nữa, ông Ngô Kỷ là hình như là bị cấm luôn, không được về, chứ nếu mà cho về chắc ông cũng về luôn rồi. Không phải ông Ngô, ông Ngô Kỷ không bị cấm. Ông Ngô Kỷ thì là thế này, ông Ngô Kỷ là ông là thành phần chống cộng, nhưng mà ông là thành phần chống cộng ông không hiểu. Ông chưa hiểu thôi, cho nên là người ta vẫn muốn mời ông Ngô Kỷ về. Bởi vì trước đây là ông vẫn cứ nghe nói là ở cộng sản là đàn áp dân này, rồi là dân khổ này, rồi là bán đất bán biển này, rồi cái bọn cộng sản là cái bọn ông cứ ca ngợi Việt Nam Hòa. Nhưng không thấy cái tính chất của cuộc chiến ở Việt Nam, ông vẫn cho là Việt Nam Cộng Hòa là đánh nhau với Việt Minh với cộng sản là để giữ cái tự do. Còn Hoa Kỳ là giúp Việt Nam Hòa để mà giữ tự do cho Việt Nam Hòa. Các ông đã đang bị u mê. Ông bị u mê, ông bị nó gọi là cái nhồi sọa, cái ngu dốt ở trong đầu ông. Nó muốn lợi dụng ông thì ông nói như thế. Đấy là thế. Chú như vậy là ông Ngô Kỷ là ông nhà nước mình cho ông được về hả? Có cho ông về, cho ông thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn còn mời ông về cơ. Dạ, thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trước đây là chủ nhiệm, là thứ trưởng, là chủ nhiệm mà ủy ban người Việt ở nước ngoài còn tuyên bố là nếu như Ngô Kỷ về nước tôi sẽ ra tận sân bay của đó. Đấy, thứ trưởng Nguyễn Sơn nói. Ông Ngô Kỷ được cho về nhưng mà là vì lý do ông Ngô Kỷ là không vì ông về. Không có tiền ông về. Ông không có tiền ông về. Bây giờ tháng ông được bao nhiêu? Lương của ông một tháng thương trợ cấp, gọi là trợ cấp người già, bây giờ ông trên 7 ở bên Hoa Kỳ là cứ không làm gì cả đấy. Thì cứ đến 67 tuổi thì được ăn cái trợ cấp người già giống như bên mình á. Bên mình là mỗi một tháng người già như ở Hà Nội là được 500.000. Là gọi trợ cấp người già đấy. Thì 500.000 hay là 1 triệu đồng ở Việt Nam đấy cũng tương đương với $700-800 ở bên Hoa Kỳ. Đấy, chưa? Gọi là khó khăn lắm, mới gọi là Việt Nam mình các bà già trên 80 tuổi mới được 500.000 đấy. Nhưng mà không phải là cứ 500.000 là tất cả đâu, có tùng, có tỉnh nó chỉ được có 370 thôi. Có tỉnh kinh tế khó khăn người ta chỉ cho 370, vậy là cái giá cả đấy nó chỉ thế thôi. Người ta cho ở cái mức độ là một là kinh phí của cái tỉnh đấy, thứ hai là cái giá cả sinh hoạt ở cái tỉnh đấy, người ta chỉ cần đến 300 ở tỉnh Hòa Bình thì nó bằng 500 ở Hà Nội, vì cái giá cả trên Hòa Bình nó rẻ. Đấy, chú thì với hai nữa là cái ngân sách của Hòa Bình nó thấp hơn Hà Nội nó trả, cho nên là chú, ông Ngô Kỷ là không có tiền đi về. Dạ,
không có tiền. Cháu đọc một cái bình luận, một cái bình luận của khán giả cũng rất là có như là hài hước một chút, là để ông Cù Huy Hòa Vũ ở lại không có cho ông Cù Huy Hòa Vũ về nước là đúng rồi, để ông thế chân cho ông Ngô Kỷ, vì ông Ngô Kỷ ổng cũng sắp đi đoạn tụ với ông ý kiến bà của rồi khán giả thôi. Cái này là dạ. Ý kiến của người ta bức xúc nói thôi, nhưng mà ông Cù Huy Hòa Hồi và Vũ muốn về nước á, giống như Bùi Tín ngày xưa rất muốn về nước. Bùi Tín sau khi mà thấy là mình sang bên Pháp rồi, bị bỏ tranh bắt hết bỏ rồi, nó lấy tư liệu cái những cái vốn để ông viết bài ông nói để chống cộng, cứ mỗi bài viết của ông trả 2.000 đô đấy. Nó khai thác ông tổng biên tập, phó tổng biên tập báo Nhân Dân, ông đại tá Bùi Tín. Cháu biết ông Bùi Tín không? Không. Dòng Bùi Tín này thì ngày xưa đó ông là phó tổng biên tập báo Nhân Dân đấy, báo Quân đội Nhân Dân, và ông là đại tá, ông giỏi lắm. Ông Bùi Tín là quân cụ đảng bằng đoàn đấy, mà cụ bằng đoàn là được Bác Hồ mình là mời ra để giúp cho cái chính phủ mới thành lập năm 45 đấy, Bùi Tín đấy. Đấy, Bùi Tín ông tuổi lắm, nhưng mà cũng vì cái cơ hội cá nhân cũng muốn là thế này khác sang Pháp, nó lợi dụng sau cuối cùng là cuối đời khổ lắm, tưởng cái gì tưởng là Cộng sản nó sụp với ông, tưởng là ông sang đấy, nhưng mà rồi sau này nó vắt tranh hết, đang coi ông cho con sống không có cái gì mà sống để mà ăn đấy. Thì cái loại Ngô Kỷ là cái ông Cù Huy Hòa Vũ này mà. Thế bây giờ Ngô Cù Huy Hòa Vũ có thu nhập hay làm gì có tiền? Cù Huy Hòa Vũ muốn về cũng không về được, không có tiền mà về. Tôi nói trong của mình làm gì có tiền. Ông không có tiền bởi vì không đi làm. Ông biết cái ngành nghề gì ạ? Cái ngành nghề của ông là nghề luật sư. Ông giỏi về luật sư, nhưng mà cái luật đó là luật của Việt Nam chứ không phải luật của Mỹ. Nếu mà luật của Mỹ thì ông phải học bên Mỹ, ông phải thi tốt nghiệp ở bên Mỹ mới được mở văn phòng. Như ông Hoàng Dung á, ông Hoàng Dung cũng tốt nghiệp tiến sĩ, ông tiến sĩ nhưng mà tiến sĩ học ở tại Hoa Kỳ. Thế còn ông của Mỹ là có đi học bên Pháp cũng phải học cái bằng gì đấy. Nhưng mà cái ông thì hình như là học đọc luật ở Việt Nam cho đi mới tu nghiệp bên Pháp, nhưng mà cái bằng đó ở bên Hoa Kỳ nó không công nhận, phải học bên Hoa Kỳ cơ. Là đang ăn bám vợ. Vợ không biết là buôn bán lẻ tẻ bán tung ở đây sống thôi, qua ngày còn hai đứa con này chính Hoa Kỳ nó nuôi. Bên Hoa Kỳ nó có chính sách là trẻ con dưới 18 tuổi là chính phủ người ta nuôi. Ở bên Hoa Kỳ nó cũng có một cái ta gọi là cái lợi tức lợi ấy của xã hội rất lớn. Ta nuôi những người già từ 67 trở lên. 67 tuổi trở lên là một là được về hưu, ai mà làm mà đóng góp nhà nước ấy, đóng góp đóng thuế, đóng ta gọi là cứ hàng tháng là mình phải nộp thuế đó. Nhưng nộp thuế bên Hoa Kỳ nó nặng lắm chứ không phải như Việt Nam đâu. Thường nặng ít nhất là 20% lương. Đấy, cho đến 50%. Nếu mà anh thu nhập càng cao thì thuế càng lớn. Thu nhập ví dụ như 7-8.000 đô la một tháng thì anh phải đóng 50% thuế. Đấy. Còn anh đóng anh lương chỉ 3.000 đô la thì đóng khoảng 30%. Thì đóng mất ngàn này con chó đó thì còn sống làm sao được. Đấy, cho nên cái giá cả bên tiền nhà này mỗi tháng ít nhất là 500 cho đến 1.000 đô. Cháu cứ biết là một người mà đi làm như cái con Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, người ta gọi là Quỳnh Sắt đấy, không phải là con Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Ngọc Quỳnh đâu, không phải là mẹ nấm đâu, con Nguyễn Thị Thúy Quỳnh ở Ba Lăng này, ở gần nhà chú này. Nó sang bên đây bảo là tiền nhà là mất 500 một tháng, ở nhà tồi tàn nhất rồi, 500 một tháng, mà chồng đi làm mỗi tháng là tháng nào có là tăng ca được 2.200 mà không chỉ có 1.600 thôi, mất 500 rồi. Thế còn ăn uống, tiền điện, tiền điện thoại, tiền điện, tiền nhà, tiền bảo vệ, tiền môi trường đủ thứ. Còn này chỉ có vài trăm ăn, không, 3-4 năm không để ra một đồng, hai chồng không để ra một đồng nào cả. Thế thì cuộc sống nó theo cái mòn này không? Nó cứ nói chúng tôi biết cả chứ không phải. Cái này ông Quỳ Vũ bây giờ có về cũng không có tiền mà về. Ngô Kỷ có về cũng không có tiền mà mua vé mà về. Mà ông nói có phải mua vé đi mua về đâu. Tiền ăn không đáng kể, nhưng mà ông ngửa cái mặt, ông cứ nói sang bên nước Hoa Kỳ nó giàu có, mà ông đến nhà ta, ông nên dám nắm hai cái bàn tay, hai năm của gừng, ông không cho quần ta cái kẹo, không cho quần ta 100.000 ấy, là ta coi như mẻ. Nói với ông một Quỳ Vũ chân không dám về. Cho nên có nhiều người bên Việt Kiều, bên Mỹ là sang đó rất nhiều nhưng mà không dám về.
đoàn tụ, trong nguy nan vẫn gồng lên giữa đất.